Em có biết, em chào chị Trịnh Thị Miên. Rồi, nội dung hôm nay là chúng ta sẽ học buổi 1 và học số từ 00 đến 30 ha. Đảm bảo sau 3 ngày chúng ta sẽ ghi nhớ được 50 số. Và anh biết rằng là trong nhóm mình thì có nhiều anh chị đã biết cách ghi nhớ rồi, tuy nhiên cũng có người chưa. Ok con. Ngọc Hân, bách ra của cô là Marco Thanh. Bách ra của cô Thanh, tiểu Thanh đổi bách ra lại nha. Đổi bách ra lại. À, do cô Thanh ngồi bị cúi xuống bằng cái bàn thay khách. Rồi, Thanh quay lại là ai trong lớp chúng ta đã biết cách ghi nhớ 50 số bất kỳ? Ai trong chúng ta biết cách ghi nhớ 50 số bất kỳ thì comment cho cô Thanh số 50. Rồi, anh Nam, biết rồi nè. Ai chưa biết thì comment số 0. Dạ, là chị Lê Thu, anh Vũ Cường, Chi Chi. Ok, rồi, như vậy thì anh chị em nào đã biết cách ghi nhớ rồi thì mai mốt mình sẽ hỗ trợ Thúy Thanh để mà hướng dẫn những anh chị em khác ha. Và đảm bảo sau 3 buổi mình sẽ có một cái sản phẩm để mà ra mắt với cộng đồng rằng là tôi có thể ghi nhớ 50 số bất kỳ. Dĩ nhiên là khi mình mới luyện thì thời gian nó sẽ dài hơn một xíu. Và nội dung buổi học hôm nay là chúng ta sẽ trải nghiệm giáo án buổi 1 và học 30 số từ 00 đến 29. Thúy Thanh xin phép được share màn hình giáo án của buổi 1. Và Thúy Thanh sẽ nói nhanh bởi vì trong các anh chị đã có cái bộ giáo án này rồi. Và cũng như là Thanh nói hôm trước á, thì Thúy Thanh sẽ đóng vai trò là giáo viên, còn các anh chị mình sẽ đóng vai trò là học sinh nha. Để đâu đó thì trong những cái lúc mà Thanh giao tiếp trên cái bài giảng á, thì mình sẽ thấy được có cái câu nói của giáo viên và mình ứng dụng. Thì đầu buổi dạy thì chúng ta có thể mở một cái background như thế này, sau đó chúng ta sẽ cho khởi động. Thì trong phòng của chúng ta hiện tại bây giờ là có 61 anh chị em. Có thể là do Thúy Thanh mở Zoom trễ cho nên là các anh chị em đã đi đâu đó rồi, Thanh xin lỗi một lần nữa. Và trong lớp mình, anh chị em nào xung phong sẽ khởi động lớp à? Khi mà dạy các con thì cái buổi đầu tiên là mình sẽ khởi động. Lúc mình dạy sẽ có một giáo viên và một người hỗ trợ, ít nhất một người hỗ trợ để mà khởi động, sau đó mời giáo viên. Thanh xin hỏi lại, trong phòng mình có ai có thể hỗ trợ Thanh khởi động lớp à? Nếu mà mình tự tin rằng mình khởi động được thì mình hãy giơ tay giùm Thanh. Thanh đang chờ cánh tay. Nếu mà không có anh chị nào giơ tay để khởi động thì Thúy Thanh xin mời. Vì trong chúng ta bất kỳ ai cũng có thể khởi động được, không đúng không? Các anh chị em mình ơi, mình mở camera giúp Thanh nha. Rồi, Thanh xin phép được mời anh Phúc Hạnh sẽ đóng vai trò là người hỗ trợ Thúy Thanh trong buổi dạy ngày hôm nay. Anh có đồng ý không? Nếu anh đồng ý thì anh hãy mở mic lên. Ok. Yeah. Rồi, cả phòng chúng ta cho anh Phúc Hạnh một
Tràng pháo tay. Cảm ơn chị Thế Thanh đã cho Hạnh hỗ trợ phụ sung Dạ bữa rồi nào. anh Hạnh ơi, bây giờ á là Thanh sẽ là giáo viên, còn anh Hạnh sẽ là giáo viên hỗ trợ. Mình đang ví dụ là trong lớp này có hai người làm một là giáo viên chính thức và một người là giáo viên hỗ trợ. Vì khi mà chúng ta dạy thì có một một người, ít nhất một người hỗ trợ để khi mà có trục trặc về đường mạng này kia thì người kia nhảy vào. Và thật ra nói là họ hỗ trợ chứ là họ vẫn dạy được nha, tại vì kiến thức để đồng hành với các con không có quá khó, bất kỳ ai cũng có thể dạy được. Và bây giờ như vậy thì bây giờ mình quay lại là ngay lúc đầu luôn ha, là anh Phúc Thành sẽ vào lớp hát bài báo, sau đó là mời Thúy Thanh lên. Dạ em mời anh. À, vậy là mình chỉ mời cô Thế Thanh lên hay là mình khởi động luôn rồi mới mời cô Thế Thanh lên? Dạ, ủa, có chị bị mắc mắc mic này chị Thế Thanh này. Mình đang đóng vai trò là mình đang chuẩn bị mở Zoom lên á. Dạ. Vừa mở Zoom lên á là cô giáo chưa xuất hiện, giống như nãy giờ là Thanh chưa có xuất hiện. Là Hạnh sẽ khởi động rồi mời cô Thúy Thanh lên luôn Dạ ha. ok. Lần đầu tiên là Cháu đi đường dạ đi về xin đi chào đi tất cả các đường gần quá bạn nhỏ, cháu nghỉ. ăn cơm xong hết chưa? Mình bây giờ mình đầu giờ là mình khởi động cho mình có năng lượng để mình học một buổi học với cô Thúy Thanh nha. Bây giờ mình khởi động đầu giờ nha. Rồi tất cả các bạn nhỏ ơi ngồi thẳng để lên, mở camera lên nha, cho thầy nhìn thấy các mặt dễ thương của các bé nha. Trời ơi bé nào cũng xinh hết trơn mà để cái màn hình đen thui là không được nha, thầy không có vui. Rồi bây giờ là ta bắt đầu khởi động cùng thầy ảnh nha. Bây giờ mình khởi động các động tác luyện não nha. Rồi bây giờ để tập trung làm theo thầy nha. Bây giờ mình giơ tay trái lên, mình giơ hai ngón tay lên, mình làm thỏ. Rồi giơ tay phải lên, mình làm cây súng. Bắt đầu thầy điếm là mình chuyển qua đổi thành tay trái thành súng, tay phải thành con thỏ, và bắt đầu điếm là đổi. Rồi bắt đầu nha, 2 3 1, 2 3. Rồi tất cả các bạn nhỏ ơi làm theo thầy nào, 2 3, 2 3. Các bạn làm quen rồi là sẽ mình sẽ tăng tốc độ lên nha, chuyển chuyển tăng tốc độ lên làm cho cái não của mình nó sẽ linh hoạt hơn. Đây là những cái bài tập căn bản để mình luyện não, mình phát triển hai cái bán cầu não của mình nha. Rồi bây giờ tới bài tập thứ hai, thầy sẽ tỉ ra các bạn bài tập thứ hai nha, để thầy ngồi xa ra chút xíu. Thì bài tập này là tay phải mình vỗ trên đầu, vỗ nhẹ nhẹ trên đầu. Rồi tay trái mình phải xoa bụng, mình ăn cơm rồi mình xoa cơ mình no chưa đó nha. Rồi bây giờ là mình thực hiện hai tay luôn, tay phải vỗ đầu, tay trái xoa bụng. Rồi mình có thể đổi tay trái vỗ đầu, tay phải xoa bụng nào. Làm đi các bé ơi, đừng ngồi nhìn nào, mình làm mình mới biết được nha. Ai đổi nào, đừng 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 có vỗ vỗ như thầy nha, vừa vừa vỗ đầu vừa vỗ bụng là không đúng nha. Vỗ đầu và xoa bụng. Ai đổi nào, vỗ đầu và xoa bụng. Rồi cảm ơn các bạn nhỏ nha. Các bạn nhỏ hay lắm nè. Rồi thầy nghĩ là nghĩ hết ha, thầy tính mở màn hình thôi, có bạn nào để thầy khen mà nhân nó rồi. Con bạn Ngọc Lan nè đó, bạn nhỏ Ngọc Lan nè, quá trời im. Rồi sau khi khởi động rồi các bạn nhỏ chuẩn bị ly nước nha, chuẩn bị ly nước đặng mình uống nước trong tại trong khi mình học. Rồi xong rồi
Bây giờ thầy sẽ mời một cô giáo xinh đẹp lên dạy cho chúng ta nha. Dạ, em xin mời cô Thúy Thanh nha. Ơi, cô Thanh xin chào các con. Ai nghe tiếng cô Thanh nói rõ rồi, xin hãy ok và cười. Tay của mình đâu? Cái này là tránh trường hợp các con không có biết gõ gõ comment á, thì mình sẽ cho con hoạt động bằng cánh tay. Bạn nào mà biết comment rồi thì các con hãy comment số 1. Còn bạn nào nhỏ không biết comment thì con hãy làm ok và cười nha. Rồi, cô Thanh thấy rất là nhiều nụ cười của các con. À, bạn Mỹ Trâm gõ khí thế luôn. Gõ bằng phím giỏi quá. Rồi, cô Thanh xin tự giới thiệu. Cô tên là Võ Thị Thúy Thanh. Ba từ để nói về cô là chí xảo, trung thực và yêu thương. Xin các bạn hãy cổ vũ cho cô. Hôm nay là chúng ta học buổi thứ nhất. Và nội dung của buổi hôm nay nó sẽ là cái gì? Thì cô Thanh xin mời các bạn hướng về màn hình nha. Và trước khi hướng về màn hình thì cô Thanh hỏi mình nha. Trên tay các con đã có ly nước chưa? Bạn nào chưa có ly nước thì cô Thanh cho mình 2 phút. Mấy phút nè? 2 phút để mình đi lấy ly nước. Còn bạn nào có rồi thì hãy đưa ly nước lên. Cô Thanh hôm nay cô Thanh có một cái chai nước của thầy Nguyễn Phùng Phong tặng cho cô Thanh. Và cô Thanh rất là thích. Các bạn nào giống có chai nước giống cô Thanh không? Rồi, bạn nào chưa có nước thì chạy đi lấy nước. Mình đi lấy nước. Bởi vì trong lúc học thì mình khoảng chừng 5 đến 10 phút là mình uống nước một lần. Rồi. Đâu bây giờ mình hãy đưa nước lên nè. Rồi mình 1, 2, 3 vô nha. 1, 2, 3, vô. Ok, cô Thanh thấy các bạn có đi nước rồi. Rồi cô Thanh thấy bạn Trịnh Thị Miên vừa di chuyển và quay lại chỗ ngồi và có đi nước trên tay. Bạn Miên thật là ngoan, thật là đáng yêu. Rồi, bây giờ thì cô Thanh sẽ xem màn hình và mình bắt đầu buổi học nha. Hello, welcome. Xin chào các bạn đến với buổi học ngày hôm nay. Buổi hôm nay là buổi học thứ nhất, là buổi mà các con đã cho phép cô Thanh đồng hành với các con trong chương trình 5 phút thuộc bài. Chương trình 5 phút thuộc bài là chương trình của Học viện Tâm Trí Lực. Có ai không biết Tâm Trí Lực không ta? Và nếu mà nói đến Tâm Trí Lực thì các con sẽ nhớ đến một người thầy. Là người thầy nào? Các con hãy comment cho cô Thanh nha. Bạn nào chưa biết comment thì các bạn có thể ghi vào vở của mình. Hãy comment cho cô Thanh biết là nói đến Tâm Trí Lực là chúng ta sẽ nghĩ đến ông thầy nào, người thầy nào mà chúng ta yêu quý. Cô Thanh xem comment của các bạn nha. Tuyệt vời. Các bạn đã comment rất là nhiều. Ba chữ Nguyễn Phùng Phong. Đó là thầy của chúng ta, thầy của cô và thầy của các con luôn. Như vậy thì thầy của cô là Nguyễn Phùng Phong, thầy của các con cũng Nguyễn Phùng Phong. Vậy thì cô và các con cùng học ông thầy. Mà khi mà chúng ta cùng học thầy, tức là chúng ta là bạn với nhau đúng không? Xin cho cô Thanh một tràng pháo tay để được làm bạn với các con. Cô Thanh cảm ơn các bạn đã cho cô Thanh làm bạn của mình nha. Khi mà mình dạy thì lúc nào mình cũng hướng đến cái người thầy mà các con yêu quý. Thanh xin lỗi nha, Thanh vừa dạy xong rồi Thanh vừa phân tích luôn nha các anh chị. Vừa đóng vai là giáo viên, sau đó là Thanh thoát vai để mà Thanh phân tích cái chỗ đó để mai mốt mình phát huy. Mình không đơn thuần là lúc mình dạy mình chỉ nói cái nội dung không, mà mình đang hướng cho con để cho con thấy thú vị. Rồi, và chúng ta luôn luôn nhắc đến thầy Nguyễn Phùng Phong nhiều bởi vì các con rất là yêu quý thầy. Các con rất là yêu quý thầy Phong. Rồi. Đây, các con thấy một cái hình ảnh hai người bạn bắt tay nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ đi đến một hoạt động, đó là cách để mà mình làm quen, cách để mình giới thiệu
Như vậy thì hồi nãy có bạn nào nghe cô Thanh giới thiệu và để ý rằng là a cách của cô Thanh giới thiệu là con đã biết rồi, thì hãy giơ tay lên để nói cho cả lớp mình biết là muốn giới thiệu về bản thân mình thì mình sẽ giới thiệu như thế nào. Cô Thanh cần một cánh tay của các bạn. Ôi bạn Kim Nguyên. Bạn Kim Nguyên vào trễ, không sao, mình đã vào trễ nhưng mà mình có xin phép cô, con rất là ngoan, cô Thanh khen Kim Nguyên nha. Rồi cô Thanh quay lại câu hỏi là cô Thanh hồi nãy cô Thanh vừa vào lớp cái cô Thanh là cô Thanh xin chào các con, cô xin tự giới thiệu vân vân, có ai nhớ cái cách chào đây không và ai làm được điều đó thì xin hãy giơ tay lên. Thầy Hạnh sẽ xem cơ bạn là giơ tay và gọi bạn đó nha. Và lưu ý, trong một lớp học nếu các bạn giơ tay phát biểu nhiều thì các bạn sẽ được hai cái. Cái thứ nhất là các bạn được sự tự tin của bản thân. Cái thứ hai, các bạn được ghi nhận điểm nha. Và mỗi lần mình phát biểu như vậy, mình được ghi nhận một lần điểm. Các bạn được 10 lần ghi nhận như vậy, các bạn sẽ được thưởng nha. Thầy Hạnh giúp cô Thanh gọi một bạn nào mà giơ tay đầu tiên nha. Cô Thanh ơi, thấy bạn Như Trinh giơ tay đầu tiên nè, thầy mời bạn Trinh nha. Bạn Trinh mở mic đi. Dạ, em xin chào cô và xin chào các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Tố Trinh, ba từ để nói về em là hiếu thảo, trung thực và yêu thương. Mong cả nhà cổ vũ cho em. Hay quá, vỗ tay cho bé vỗ ơi. tay cho bạn Trinh nha các con. Các con nhớ rằng là khi mình vỗ tay á, thì các đầu ngón tay nó sẽ chạm vào nhau, và khi các đầu ngón tay chạm vào nhau thì các tế bào thần kinh của hai bán cầu não của chúng ta cũng được kích hoạt, làm cho chúng ta học tích cực hơn. Như vậy thì khi chúng ta vỗ tay là tốt cho bản thân của chúng ta. Như vậy thì vỗ tay là cho bạn là một hướng rồi ha, đồng thời là cho mình nữa. Như vậy thì các bạn luôn luôn nhớ rằng là vỗ tay là cho ai, comment giúp cô Thanh là vỗ tay là cho ai, tốt cho ai nè, tốt não, tốt cho bộ não của ai nè, comment giúp cô Thanh. Đúng rồi, cho mình, cho cả hai tuyệt vời, cho mình và cho bạn luôn, và đặc biệt là cho mình. Cho nên là một tràng vỗ tay thiệt là to nha. Và lưu ý, khi đã vỗ tay rồi, nếu mà các bạn vỗ tay như vậy thì cái tiếng vỗ tay nó lớn, tuy nhiên nó không có tác dụng cho mình. Vỗ tay vậy cho có tác dụng cho mình luôn nha. Tuyệt vời, vỗ tay là cho mình nha, nhớ vỗ tay cho mình, nên mình vỗ tay thiệt là to. Cái gì mình làm cho mình làm rất là tích cực. Có Rồi, nhà thầy. bạn Trinh cho cô Thanh. Thầy ơi, Rồi. để cô Thanh phỏng vấn bạn Trinh một xíu nè. Sao mà bạn Trinh mới học bữa đầu tiên mà bạn Trinh biết giới thiệu rồi? Dạ em có tham gia rồi cô Thanh. Rồi em có tham gia rồi, hồi nãy cô nói lần nữa cho em nhớ thêm lần nữa. Cảm ơn cô Hay Thanh. quá, tuyệt vời quá. Như vậy thì trước khi đến với lớp này là bạn Trinh đã là một người rất là ham học hỏi, nên là bạn Trinh đã học với một lớp khác và học rồi, nhưng mà bạn vẫn thấy chưa học ở lớp khác nữa. Như vậy thì tinh thần học tập của bạn là rất là tuyệt vời. Chúng ta quan hô bạn bạn Trinh nha. Quay lại phân tích là bất kỳ cái gì của con mình đều khen được hết. Con học rồi cũng khen, con chưa học thì mình chúc mừng. Ví dụ như là bây giờ gọi Trinh lên mà nói con không biết. Như vậy thì cô Thanh chúc mừng con là hôm nay con sẽ biết thêm được một cái cách để mà mình giới thiệu mình. Với cách này con sẽ tự tin hơn. Vâng vâng ha. Đó, kiểu gì mình cũng khen con được hết. Và khi như vậy thì cái tương tác của giáo viên và học sinh nó sẽ cao hơn. Rồi, như vậy thì ví dụ như là trong lớp thì mình sẽ gọi hai ba bạn gì đó để các bạn giới thiệu. Và ở đây thì mình Thanh xin qua các bạn bước này nha. Như vậy thì cách giới thiệu về bản thân của chúng ta là chúng ta giới thiệu ban đầu là mình chào nè ha, sau đó mình xin giới thiệu, mình nói tên ra, xong rồi mình nói ba từ. Các con ơi, ba từ để nói về các con thì các con thích mình trở thành người như thế nào thì con sẽ dùng ba từ đó. Ok rồi. Và có bạn thì sẽ nói là con đang thích, con thích là năng động thì con sẽ dùng chữ năng động. Con thích chơi game thì con sẽ dùng chữ chơi game.
đều được hết nha, con đang thích cái gì thì con cứ giới thiệu. Và khi hôm nay con giới thiệu cái này mà hôm sau con hết thích chơi game rồi, con thích học 5 phút một bài, thì con có thể đổi ba từ đó được nha. Con muốn từ nào cũng được hết. À, quay lại chuyện của lớp mình, thì khi các con có thể nói những cái từ nó chưa có tích cực ấy, mình vẫn cho con nói nha. Sau đó là con sẽ nghe những bạn khác nói cứ là hiếu thảo, yêu thương, trung thực, sáng tạo, thông minh, học giỏi, chăm ngoan, biết vâng lời. Tự nhiên cái mình sọt vô nói một câu là lì, mấy câu này kia, thì tự nhiên bản thân của các con sẽ biết điều chỉnh. Đó, mình cứ để và mình cứ cho con tự thấy rằng là khi mà con giới thiệu một bé giới thiệu gì rồi, bé đó là cố tình giới thiệu vậy nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà những bạn đó thì những bạn đặc biệt đó, mà những bạn đặc biệt thì thành công của bạn, nếu mà bạn đi đúng hướng, thành công của bạn sẽ rất là cao. Rồi, và hôm nay sau khi mình giới thiệu xong nha các con, thì cô Thanh sẽ hướng dẫn cho mình là giới thiệu đồ vật trong vòng 2 phút. Cái phần này Thanh xin lướt nhanh qua nha các anh chị em. Cái này là đâu đó mình biết rồi. Rồi, là mình giới thiệu bản thân, cách dạy cho con giới thiệu bản thân, xong rồi giới thiệu đồ vật trong vòng 2 phút. Rồi, như vậy thì đó là cái bước đầu để cho con biết cách giới thiệu. Rồi, để con tự tin thì con biết được là nói cái đồ vật 2 phút. Rồi sau đó là nội dung của tìm hiểu về não bộ. Thì với cái giáo án này, đây là của tâm trí lực gửi và mình sử dụng luôn ha. Cái chỗ này thì các anh chị em mình đã từng nghe về cái này chưa ạ? Thầy Phong nói rất là nhiều rồi. Ai mà đã nghe rồi comment số 1, ai chưa comment số 0 giúp Thanh. Ok, à có số 0, Lê Thị Tuyết. Admin. Rồi, như vậy thì số 0 ít chứ không có nhiều. Thì Thanh xin lướt qua chỗ này mình dạy như thế nào ha. Chỗ này thì mình nói là các con có thấy ở trên màn hình là như thế nào không? Cái cách dạy, cách truyền đạt là mỗi người đều có cách truyền đạt theo cái ý của mình, không có cần đặt khuôn. Nếu mà chiếu lên này thì mình sẽ nói gì? Mình nói tiếp theo, các con thấy này biết cái gì không? Comment giùm cô coi này là gì. Cô thì thấy này quen, giống như là bộ ốc heo mà mẹ cô hay mua trong cái súp á. Nghĩa là mình vừa dạy mình vui, mình liên tưởng đến món ăn mà con hay ăn, để cho con nó thấy là tôi đang ngồi nói chuyện chứ không phải là đi học. Đây là não người nha. Đây là bộ não người gồm có não, bán cầu não trái, bán cầu não phải nha. Và trên đây là có nhiều cái đường máu nè, vân vân. Để tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ đến với thuyết toàn não. Và thuyết toàn não này là đã được nhận giải Nobel y học năm 1981. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một trải nghiệm. Hôm nay thì cũng xin nghỉ nhanh nha. Trải nghiệm này thì là thầy Phong nói rồi. Trong tất cả các lớp cha mẹ hiện tại thầy Phong nói rồi. Và chúng ta qua bên thế này. Rồi, lướt qua những cái này, qua cái những cái bài này ha. Đây. Đây là toàn bộ nội dung của thầy. Của tâm trí lực gửi cho các đối tác để mà mình sử dụng, mình làm. Do án. Và ở đây mình linh hoạt và nói với các con. Hương ơi, Phạm Hương. Dạ em nghe. Phạm Hương có thể thay chị Thanh nói về phần này cho lớp được không? Em hả chị? Dạ. Trả lời được hay không? Dạ được ạ. Biết sao mà chị phải nhắn, chị biết là em dạ là em đã đồng ý rồi, nhưng mà khi mà mình trả lời được thì mình sẽ tự tin hơn và cái nội lực mình nó cao hơn. Giống như thầy hay hỏi mình là anh chị em nào thấy cái điều này hay giơ tay lên và nói to á, thì mình nói càng lớn thì cái sự quyết tâm của mình càng cao. Và bây giờ cái giáo án này, giáo án bài buổi 1 của Hương á,
Dạ. Có đang chuẩn bị hay không? Em đang học laptop hay điện thoại? Dạ, máy tính ạ. Em coi okay. Rồi, bây giờ em hãy show giáo án buổi 1 của em. Em có đúng không? Dạ, em có ạ. Giáo án buổi 1 thì Thành sẽ chuyển vào cho các anh chị. Và bạn Hương là người đã học khóa trước rồi. Thì bạn Hương sẽ thay Thanh làm với các anh chị trong cái buổi này. Ai thấy điều đó là thú vị thì xin hãy thả một cái tim cho bạn Hương. Thả trái tim là mình comment số 3. Một cô giáo rất là xinh xắn. Tuyệt vời. Rất là nhiều anh chị muốn rằng là đây là sản phẩm của sản phẩm này. Lúc trước Thanh đã Hương đã học với Thanh, thì bây giờ là Hương sẽ hướng dẫn lại. Và chúng ta đến với đây là theo cái kiểu là mình học hỏi lẫn nhau nha. Rồi bây giờ thì anh Phúc Hạnh ơi, mình sẽ chuyển câu hỏi cho bạn Hương ạ. Hồi nãy thì Thanh lên phòng thì Thanh không thấy Hương, mà thấy rồi thì Thanh muốn là Hương sẽ là người thay Thanh dạy về cái buổi này. Em có tự tin rằng em dạy buổi này tốt hơn chị hay không? Dạ em tự tin. Yes, quá tuyệt vời luôn. Rồi anh Phúc Hạnh vẫn giữ vai trò là người hỗ trợ, rồi Hương là người dạy nha. Mà câu hỏi là chị Thúy Thanh đang giữ đó nha. Rồi giờ Thanh làm gì? Chị đang giữ hot đó, chị chuyển hot đi, chị chuyển hot cho Phạm Hương. Anh chuyển hết cho Hương. Chỉ là câu hot thôi, không có chuyển dạ, được. Dạ, rồi. Thanh chuyển câu hot qua cho Hương nè. Dạ. Rồi, dạ, ok. Ở phòng em đang có 3 bạn nhỏ nên hơi ồn nha cô ạ. Như vậy, trong trường học đó mình sẽ nói với các bạn học viên như thế nào? Các bạn nhỏ ơi, ở trong phòng của cô Hương có 3 bạn thiên thần và 3 bạn đó thì hay nói to và nhiều lúc là có khóc đấy các bạn. Có nhiều lúc là bạn sẽ cười nên các bạn nhiều lúc là các bạn nói to thì các bạn thông cảm cho cô Hương nha. Nào thông cảm cho cô Hương thì hãy comment. Còn bạn nào chưa thông cảm thì comment. Và sau đó mình lúc nào mình cũng tương tác vậy, xong rồi mình nói là tại sao con không tương xong không cảm. Thôi mà cô năn nỉ thông cảm cho cô nha. Thì thường thường các bạn sẽ thông cảm hết á. Nhưng mà mình cũng có cái trường hợp bé nó hơi đặc biệt thì nó sẽ nói con không thông cảm. Và có một cái lý do để mà mình nha, nói với con là mình thông cảm với người ta trong trường hợp này thì trường hợp khác người ta sẽ thông cảm lại. Tại vì khi mà mình dạy các con không đơn giản là mình dạy kiến thức, mà mình phát hiện ra một số bé nó có những cái biểu hiện, và khi có cái biểu hiện đó mà mình tương tác thì phụ huynh người ta sẽ cảm thấy rằng là cô này cổ dạy bằng cái tâm nha. Mình có thể là mình hôm đó mình bị cháy giáo án cũng không có sao, mình xoáy lại để mình gặp một vấn đề của các con để mình chỉ cho các con, vì cái đó là cái khao khát của mình mà, đúng không ạ? Dạ em dạy từ dạ các bạn ơi, các bạn đã thấy mà hàng hình của cô Hương chưa? Các bạn thấy thì các bạn comment số 1 cho cô Hương nè. Để cô Hương xem nào. Rồi em đưa nội quy vào bài học luôn nha chị, từ đầu đến cuối luôn hả? Hay là bài lúc nãy chị? Rồi, các bạn ơi, nội quy lớp học của chúng ta cô Hương có nè. Đầu tiên, các bạn hãy tắt mic. Các bạn ơi, các bạn hãy tắt mic coi cho cô Hương hết nha. Và các bạn hãy bật mic khi nào các bạn bật mic. Cô Hương muốn các bạn trả lời thì các bạn hãy bật mic lên. Và khi nào các bạn tắt mic thì các bạn hãy tắt mic nha. Nội quy thứ hai của cô Hương là hãy bật camera lên để cô Hương thấy các bạn thật là xinh đẹp. Cô Hương nhìn các bạn nào. Wow, cô Hương muốn các bạn cười nào. Các bạn đâu? Cô Hương muốn các bạn cười. Cô Hương thấy các bạn cười nào. Nụ cười của các bạn đâu ta? Wow, các bạn đều cười nè. Thật là tuyệt vời.
Để cô Hương xem tất cả các bạn đều bật camera rồi nha. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục này. Các bạn ơi, trên tay, trên bàn của các bạn cần có gì ta? Chính xác, chúng ta cần phải có nước nha các bạn. Nước của các bạn đâu? Hãy đưa lên nào. 1, 2, 3, vô cùng cô Hương bạn uống nha. 1, 2, 3, vô. Có bình nước. À, bình nước cà phê đó. Tiếp tục. À, các bạn, quy tắc của cô Hương tiếp tục là không có mở, không có vẽ lên màn hình của cô Hương nha. Không được. Và các khi nào các bạn muốn trả lời thì các bạn hãy bấm raise hand. À, các bạn ơi, bàn tay của các bạn đâu? Cô Hương muốn xem bàn tay của các bạn nào. Cô Hương, à, cô Hương thấy bạn Thanh đã raise hand, bấm giơ tay rồi nè. Wow, các bạn đều giơ tay luôn. Rất là tuyệt vời. Cô Hương xin cảm ơn các bạn nha. Rồi, các bạn ơi, hãy hạ tay xuống nào. Cô Hương muốn nhìn các bạn hạ hết tay xuống. Tuyệt vời, các bạn rất là giỏi. Wow, các bạn đã hạ tay hết rồi. Tiếp tục, chúng ta trong giờ học của cô Hương không được bạn nào cầm đồ ăn vặt lên nha. Để cô Hương xem bạn nào trong bàn của bạn nào có đồ ăn vặt này. Wow, các bạn không có đồ ăn vặt đúng không? Rồi, bài học của cô Hương là đầu tiên là giới thiệu về bản thân mình. Cái này cô Hương cho qua nha. Rồi, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy chúng ta có cái gì đây? Bạn nào biết hãy comment cho cô Hương nào. À, có bạn nói là quả ốc hả cô? Bạn Mân Ngân Vương nói là bộ não. Trinh nói là bộ não người. Đỗ Hoa Nam nói cái não ạ. Rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Đây là bộ não của con người đấy. Và bộ não của con người chúng ta có hai bán cầu, đó là bán cầu não phải và bán cầu não trái nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào một khám phá nhé. Khám phá thứ nhất. Bộ não của chúng ta chia làm hai bán cầu và điều khiển chéo. Bán cầu não phải và bán cầu não trái. Các bạn hãy nhìn nào. Não trái của chúng ta, các bạn nhìn thấy não trái của chúng ta không? Xử lý các con số này, ngôn ngữ. Tôi có hai cái não. À, chính xác, chúng ta có hai cái não. À, một cái não và có hai bán cầu não nha. Đó, xử lý não trái của chúng ta, xử lý các con số này, ngôn ngữ này, ký hiệu này, tính toán. Và não phải của chúng ta xử lý hình ảnh, màu sắc, sáng tạo và trí tưởng tượng của các bạn đấy. Chúng ta vào. Rồi, các bạn ơi, giấy của các bạn đâu? Cô Hướng cần các bạn chuẩn bị giấy và viết nào. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng vào xem màn hình nha. Rồi, các bạn hãy nhìn vào đây. Trong vòng 3 giây nha. 1, 2, 3. Rồi, các bạn không cần nhìn vào. Không, à, bây giờ các bạn hãy viết ra cho cô Hương xem nào. Trong vòng 3 giây đó thì các bạn nhớ được bao nhiêu con số trên màn hình của cô Hương. Các bạn hãy viết ra và comment lên cho cô Hương nhé. Các bạn đã nhìn kịp chưa? Nam hai con số, Quyền Tuyết năm con số, Lê Mỹ Tâm
Mê Lê Mỹ Trâm, hai con số nha. Ly Nguyễn, ba con số. Wow, các bạn viết cũng rất là nhiều nha, bốn con số. Tấn Nguyễn, ba con số. Phương Thúy, ba con thiếu. Lệ Thu, ba con số. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Rồi, các bạn ơi, các bạn nhìn vào màn hình và nhìn xem. Bây giờ cô Hương sẽ đưa hình ảnh ra và các bạn hãy ghi nhớ, rồi xíu nữa hãy viết vào cho cô Hương nha. Rồi, đến nè. 1, 2, 3. Cô Hương chuyển nha. Rồi, các bạn hãy viết vào nào. Viết vào giấy và các bạn viết vào được bao nhiêu con số, à bao nhiêu hình ảnh nào. Hoàng Kim Ngân nhớ được 3 hình ảnh. Tấn Nghĩa nhớ được 5. Đoàn Hồng Gấm nhớ được 7. Wow, các lần này thì các bạn nhớ được nhiều hơn đúng không các bạn? Wow, Nguyễn Nga toàn 7 không nè. Rồi, qua cái ví dụ này thì chúng ta biết được, chúng ta rút ra được điều gì? Có bạn nào biết không nào? Giơ tay lên cho cô Hương xem nào. Và trả lời cho cô Hương xem. À, cô Hương mời Ngân Vương. Dạ, em chào cô ạ. Dạ, em thấy rằng là hình như là hình ảnh đó là mình dễ nhớ hơn ạ. À, từ từ nào. À, trước khi vào trả lời thì chúng ta cần cái gì nhỉ? Mình phải giới thiệu về bản thân mình. Dạ, dạ, em chào cô, em chào các bạn. Em tên là Vương Thị Kim Ngân. Ba từ để nói về em là hiếu thảo, yêu thương và trung thực. Xin mọi người hãy cổ vũ cho em. À, vỗ tay khen bạn Ngân Vương nào. Rồi, con hãy trả lời cho cô Hương biết nào. Qua hai ví dụ trên thì con cảm thấy như thế nào? Dạ, con thấy hình như mấy cái số là con khó nhớ hơn, mà mấy cái hình ảnh là con nhớ được nhiều hơn á cô. À, vậy mình rút ra là hình ảnh thì dễ nhớ hơn các con số và chữ cái đúng không các bạn? Một, các bạn hãy đưa ngón cái ra nào. Một là cái gì ta? Hình ảnh. Dạ. Hình ảnh dễ nhớ hơn. Các bạn, một rất là quan trọng đầu tiên là hình ảnh nha các bạn. Rồi, khám phá thứ hai chúng ta cùng qua. Đây, các bạn nhìn thấy cái gì đấy? Các bạn hãy comment lên nào. Hình ảnh trên các bạn thấy cái gì? À, có bạn nói là bản đồ Việt Nam, bản đồ. Ừ, và ở bản đồ Việt Nam này thì các bạn có thấy, có biết được tỉnh nào không? Nó đen thui. À, trắng đen, một bản đồ trắng đen. Và qua bản đồ thứ hai nha. Và ở bản đồ này thì các bạn thấy cái gì? À, các bạn thấy màu sắc. À, các bạn đều thấy màu sắc. Và có bạn nói là màu sắc và theo nhóm. Vậy thì có bạn nào cho cô Hương biết bạn, các bạn qua hai, qua hai cái hình ảnh trên bạn rút ra được kết luận gì? Bạn nào có thể giơ tay lên cho cô Hương xem nào, bạn trả lời cho cô Hương nào. Cô Hương mời, cô Hương mời bạn Kim Quyên Lê. Con hãy bật mic lên nào. Chào tiếng cô. Nó mắt rồi. Rồi, cô Hương đang thấy con đó. Chạy đâu mắt rồi cô à. Cô Hương bạn nghe tiếng con mà. Chào tiếng cô, sao nó bị. Cô cho con trả lời câu hỏi sau đi cô. Nó nên nó, máy con nó bị sao rồi. Vậy
Vậy con hãy tắt mic nào. Rồi bây giờ cô Hương mời một bạn khác nào. Cô Hương mời bạn Thủy nào. Dạ, con chào cô. Chào tất cả các bạn. Con tên là Thủy. Ba từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực và tự tin. Xin mọi người hãy cổ vũ với con. Con xin trả lời câu hỏi của cô là qua cái hình ảnh bản đồ Việt Nam, một cái thì không có màu, một cái thì có màu sắc, thì cái hình ảnh bản đồ Việt Nam mà không có màu sắc thì con không có nhận biết được cái thông tin gì ở trên đó. Còn đối với cái hình ảnh mà cái hình bản đồ mà có màu sắc thì con biết được là có ở nước Việt Nam có 64 tỉnh và có thể biết được cái vị trí của từng tỉnh nè. Qua đó thì con rút ra được kinh nghiệm rằng là đối với những cái hình ảnh hay là cái thông tin gì mà nó có màu sắc thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết và ghi nhớ hơn ạ. Con xin hết. Và vậy là thứ hai, ngón trỏ của các bạn đâu, ngón trỏ của các bạn đâu, bộ não của chúng ta cần gì ta, đó là màu sắc và hình ảnh. Đầu tiên là hình ảnh, thứ hai là màu sắc. Rồi chúng ta qua khám phá thứ ba. Rồi các bạn ơi, các bạn hãy nhìn vào màn hình của cô Hương. Các bạn nhìn vào màn hình của cô Hương và các bạn trong vòng, cô Hương sẽ đếm trong vòng 5 giây nha. Các bạn đếm xem có bao nhiêu quả cam nha. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, có tổng cộng bao nhiêu quả cam? Các bạn nói là 30. Các bạn nói 18. Bạn Ngân quên mất con bó tay cô ơi. Không đếm kịp. Các bạn nói 26. Các bạn nói 25. Ồ, các bạn nói khó đếm quá. Rồi, chúng ta cùng qua nha. Rồi, các bạn ơi. Từ từ. Cô Hương đếm thêm 5 giây nữa. Các bạn nhìn xem có bao nhiêu. Anh Thế ơi, con có thể mở cửa giúp mở được không? À, mở cửa cho anh em nha. Rồi, cô Hương đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đếm xem có tổng cộng bao nhiêu quả cam. Wow, ở đây thì các bạn đều là 30. Tất cả các bạn đều đếm là 30. Vậy có bạn nào biết, nói cho cô Hương biết, qua ví dụ này các bạn kết luận ra điều gì? Các bạn đợi cô Hương một xíu nhé. Có bạn nào biết không? Giơ tay lên cho cô Hương nào. Ăn một cái xác rồi vậy. Ăn một cửa nữa mẹ ơi. Có bạn nào trả lời, giơ tay lên trả lời cho cô Hương nào. Cô Hương mời Lê Thoa. Dạ, em chào cô và tất cả các bạn. Ủa, cô Hương không thấy màn hình của con. Dạ, cô không thấy. Rồi, cô thấy chưa cô? Rồi, cô Hương thấy con rồi. Con hãy giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ, thưa cô, con tên là Lê Thị Bích Hoa. Ba từ để nói về con là hiếu thảo, chân thành, ham học hỏi. Xin cô và các bạn hãy cổ vũ cho con. Con trả lời đi nè. Dạ, thưa cô,
Theo con thấy là hồi nãy lúc mà những quả cam á, nó để ở vị trí là nó cứ ngẫu nhiên lộn xộn như vậy thì mình khó đếm được. Nhưng mà bây giờ á, thì con thấy là cô chia nhóm nó lại là thành 6 nhóm. Mỗi nhóm 5 quả thì mình nhìn vô đó là mình có thể là biết được là bao nhiêu quả cam như vậy. Thì con thấy là cái phương pháp mà gộp nhóm lại thì sẽ giúp cho mình là... dễ nhận ra hơn cái số đó đó cô. À, đó là dễ gộp nhóm chúng ta cùng. Dạ thưa cô, con xin hết. À, cô Hương cảm ơn bạn Lê Thanh. Dạ. Ai, bạn nói là dễ sắp xếp hơn thì mình có thể nói là bộ não của chúng ta cần được sắp xếp nha các bạn. Đầu tiên là hình ảnh, thứ hai là ngón trỏ là màu sắc, còn ngón giữa của chúng ta thì là gì ta? Đó là sắp xếp. Ngón trỏ, ngón giữa của chúng ta là sắp xếp nha các bạn. Tiếp tục mình qua khám phá thứ tư. Wow, các bạn nhìn xem đây, hình ảnh nó giống với cái gì? Đây là đám mây nha các bạn. Và các bạn nhìn thấy giống cái gì các bạn ạ? Hãy comment lên ạ. Các bạn hãy comment nào. Trái tim. Các bạn đều comment là trái tim. Rồi, chúng ta cùng nhìn xem thêm hình ảnh nữa nhé. Đây, các bạn nhìn thấy hình ảnh gì đây? Lê Phúc Hạnh nói là chim ưng. Trình Đại Bạc. Lê Thị Mỹ Trâm, Đại Bàng. Nhân Vương, Đại Bàng. Tấn Nghĩa, Đại Bàng. Con chim Hương Thí, Đại Bàng. Cô Hương cảm ơn các bạn. À, các bạn đều nhìn giống là Đại Bàng. Vậy qua ví dụ trên thì các bạn rút ra được bài học bộ não của chúng ta cần cái gì nữa ta? Có bạn nào biết không? Giơ tay lên cho cô Hương xem nào. Qua thí nghiệm thứ tự. Rồi, cô Hương mời bạn Nguyễn Thu Thủy. Dạ, xin chào cô và các bạn ạ. Ồ, cô Hương không thể nhìn thấy hình ảnh của bạn Thu Thủy. Bạn Thu Thủy đâu ta? Thấy đèn luôn. Dạ, cô thấy chưa? Ồ, cô Hương thấy rồi. À, xin chào cô và các bạn. À, con tên là Nguyễn Thị, con tên là Nguyễn Thị Thu Thủy. Ba điều tốt đẹp để nói về con là trung thực, hiếu thảo, yêu thương. Xin mọi người hãy cổ vũ cho con ạ. Dạ, qua hai cái hình ảnh mà hồi nãy cô cho tụi con xem thì tụi con rút ra được một điều là bộ não của chúng ta thích sự tưởng tượng. Từ cái hình ảnh này chúng ta có thể liên tưởng đến một cái hình ảnh khác. À, đó, cô Hương, bài học của chúng ta là, cô Hương cảm ơn bạn Thu Thủy nhé. Là bài học của chúng ta là bộ não chúng ta rất giỏi tưởng tượng, ngón áp út tưởng tượng. À, các bạn hãy giơ ngón tay lên và nói ngón áp út là tưởng tượng nha các bạn. Tưởng tượng thì các bạn sẽ từ đó chỉ là đam mê thôi, nhưng mà các bạn nhìn lên bầu trời các bạn có thể nhìn thấy đó. Các bạn tưởng tượng ra, đó là hình trái tim nè, nó giống hình trái tim nè. Có bạn nhìn thấy cái con chim, cái đam mê nó giống Đại Bàng nè. Thì cái bộ não của ta, chúng ta rất giỏi tưởng tượng nha các bạn. Tiếp tục khám phá thứ 5. Rồi, cô Hương sẽ đưa cho các bạn một từ. Và các bạn hãy nhìn, các bạn nói cho cô Hương biết là các bạn thấy gì nè. Màu sắc gì nè, các bạn cảm thấy như thế nào? Mất bao nhiêu phút và các bạn nghe như thế nào, nghe thấy tiếng gì nha. Bắt đầu cô Hương đưa cho các bạn chữ xoài. Có bạn nào đưa trả lời cho cô Hương nè?
Các bạn đợi cô Hương xíu nhé. Cô Hương cần chỉnh lại giáo án. Rồi, cô Hương mời bạn Lệ Quyên. Cô Hương đưa cho các bạn Lệ Quyên từ xoài. Rồi, cô Hương mời bạn Lệ Quyên lên nào, Kim Quyên lên nào. Cô Hương nói tên sai tên bạn nên bạn không có trả lời luôn. Do lớp mình là có một bạn Lệ Quyên nữa cô. Rồi, em xin chào cô cùng tất cả các bạn. Ba từ để nói về em là trung thực, tự tin và ham học hỏi. Xin mọi người hãy cổ vũ cho em. Rồi, em xin trả lời câu hỏi của cô. Là khi mình nhìn thấy cái quả xoài thì là em liên tưởng đến có một cái quả, cái từ xoài thì là mình sẽ liên tưởng xoài. Mỡ thì em nghĩ đến màu vàng. Mình sẽ nghĩ đến cái việc là mình ăn quả xoài thì nó sẽ chua chua. Dạ. Còn cái phần nghe thì em giao mà nghe gì em hiểu không? À, con mất bao nhiêu giây? À, chỉ tầm chưa được một giây thôi. À, và con nghe thấy cái tiếng gì? Nghe tiếng gì hết cô? À, vậy chúng ta cùng qua nha. À, khi mà cô Hương cảm ơn bạn Kim Quyên Lê nhá. Rồi, khi mà chúng ta liên tưởng đến quả xoài, chúng ta sẽ nhìn đến cái hình ảnh quả xoài này. Và cái quả xoài nó màu, cô Hương sẽ tưởng tượng đến quả xoài màu xanh, tại vì cô Hương thích ăn xoài xanh nha. Còn các bạn sẽ nghĩ đến quả xoài màu vàng, quả xoài chín. Rồi, khi mà thấy quả xoài thì cô Hương... Các bạn, có bạn nào thấy cái quả xoài màu xanh thì các bạn ướt nước miếng ra không? Có bạn nào ướt nước miếng ra không nào? Ngon quá. Dạ, cô Hương chỉ mất trong vòng 1 đến 3 giây thôi. Và khi mà tưởng tượng đi, các bạn hãy nghĩ đi. À, ăn quả xoài vào thì nó sẽ như thế nào? Cắn quả xoài xanh mình như thế. Còn các bạn nghe thấy tiếng gì? Giòn rụm luôn. Đúng không các bạn? Và qua bài học bạn, cái bài học này thì chúng ta rút ra được thí nghiệm thứ 5 là gì? Có bạn nào biết không? Giơ tay lên nào. Cô Hương mời bạn Đào Thị Khoai. Xin chào cô và các bạn. Em tên là Đào Thị Khoai. À, ba từ để nói về em đó là yêu thương, chăm chỉ và hiếu thảo. Mong mọi người hãy cổ vũ cho em. À, dạ, qua bài học, qua cái phần hồi nãy thì em rút ra được bài học là não của chúng ta thích liên tưởng, liên kết. À, bạn nói là thích bộ não của chúng ta thích liên tưởng, liên kết. Và bộ não của chúng ta rất là giỏi liên tưởng, liên kết. Chỉ nói là về một quả xoài thôi mà chúng ta liên tưởng đến màu sắc này, hình ảnh này, tiếng này và mất bao nhiêu giây. Nó rất là nhanh đúng không các bạn? Nên chúng ta, bộ não của chúng ta rất là thích liên tưởng, liên kết. Rồi, vậy có bạn nào rút ra được bài học, 5 bài học của chúng ta không? Bạn nào biết giơ tay cho Hương xem nào. 5 bài học, 5 ngón tay. Cô Hương mời bạn Trinh nào. Dạ, em xin chào cô và các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Tố Trinh. Ba từ để nói về em là mê game, đi chơi và khám phá. Mong cả nhà cổ vũ cho em. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của cô là 5 điều mà bộ não chúng ta thích. Điều đầu tiên là hình ảnh. Thứ hai là màu sắc. Thứ ba là sắp xếp. Thứ tư là tưởng tượng. Thứ năm là liên tưởng và liên kết. Wow, Trinh rất là tuyệt vời. Cô xin chúc mừng bạn Trinh. Cô Hương cảm ơn bạn Trinh nha. Bạn Trinh. Dạ, em cảm ơn cô.
Dạ xong rồi cô Thanh ơi. Cô ơi sao em đưa tay mà cô không gọi em vậy cô? Vậy ta, cô Hương không nghe bạn nào. Bạn nào vậy? Bạn nào nói vậy? Cô Hương không thấy em bạn này cô, nào. Em này. Em đưa tay hoài mà cô không gọi. Đoàn Hồng Gấm. À vậy thì lần sau Hồng Gấm đen giơ tay nhanh hơn bạn nha. Dạ vâng ạ. À các bạn phải nhanh tay vì cô Hương thấy là bạn nào nhanh tay nhất thì cô Hương sẽ gọi đó. Nên các bạn hãy tập trung vào khi nào mà cô Hương hỏi một câu mà các bạn biết là các bạn phải bấm nhanh lên nhé. Đi vô tay em đi. Em có thể tự đi vô tay được không? Được rồi. Đó cô Thanh ơi. Hello, hello, cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Cô dễ thương quá. Dạ, em cảm ơn. Có hai điều mà chúng ta sẽ rút được trong cái tiết dạy của cô Hương. Đó là Thanh rút ra và sau đó các anh chị mình sẽ rút ra để góp ý cho cô Hương ha. Điều gần nhất đó là khi mà bạn Trinh nói rằng là ba điều để nói về con như vậy đó. Thì bạn Trinh đang là cố tình để mà cho cô Hương xử lý. Cô Hương không có xử lý, cô Hương bỏ qua luôn. Và nếu mà trong trường hợp đó thì Thanh sẽ xử lý sao? Khi mà ban đầu á, nghĩa là bạn Trinh vừa trả lời xong. Cô khen Trinh nha, Trinh tuyệt vời quá. Cô thấy là Trinh nói rằng là Trinh mê game. Rồi Trinh như thế nào nữa Trinh? Nghĩa là nếu mà Thanh không nhớ thì Thanh sẽ hỏi tiếp. Và mặc dù bạn như vậy đó các bạn, nhưng bạn trả lời rất là xuất sắc. Thì khi đó mình nói, mình cái khen nó xuất sắc, thì mốt Trinh không có nói cái kia đâu. Tại đây là bạn Trinh cố tình làm cái điều đó để cho Hương xử lý mà Hương không có xử lý. Thanh còn đang tưởng tượng rằng là chơi tạo tình huống đây. Tạo tình huống mà cuối cùng trả lời đúng. Cái này tạo tình huống mới có một nửa rồi, phải trả lời sai. Trả lời đúng thì cái trả lời đúng đó mình sẽ lấy cái lý do đó để mình khen lại. Và con vừa mê game mà con vừa học giỏi nữa. Sao mà con giỏi dữ vậy? Thật ra một đứa trẻ mê game thì nó sẽ rất thông minh và cái game nó sẽ tạo nên những cái khác tốt đẹp. Con mê game mà con vẫn học giỏi như vậy thì con hơn cô rồi. Cô không có mê game, cô học giỏi thì có học giỏi đó, mà cô không có mê game. Thì dần 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 mình lái qua cái chuyện mà mê game nó nhẹ nhàng. Và con nói là con mê game, mình cứ phân tích thêm như chỗ đó và mình hướng tới mình khen con. Rồi và cái việc nữa là cháu anh Hạnh á, là anh Hạnh là đang là hỗ trợ. Và khi mà Hương nói là xong rồi Thanh. Thì ví dụ như trong trường hợp đó là Hương đang gặp một cái gì đó không có tiếp tục được thì anh Hạnh phải nhảy vào để mà mình tiếp tục mình quản lý lớp. Hoặc là lúc mà Hương nói là chờ Hương một xíu ấy, thì lúc đó anh Hạnh sẽ nhảy vào để cho cái lớp lúc nào cũng hoạt động liên tục. Ở đây là tại vì do mình đang là giáo viên với nhau nên là mình chờ là chuyện hiển nhiên bình thường. Lúc đó anh Hạnh mới nhập vai mình là người hỗ trợ. Cô giáo chính đang đi là mình phải nhảy vô, không để sân khấu bị thời gian chết. Dạ. Và ở trong đây thì Thanh cũng xin cái ý kiến của các anh chị mình là mình còn một cái ý kiến đóng góp nào hay không ạ? Cô Hương dạy hay quá. Hay đến mức mà Thanh thấy rằng là khi mà con phát biểu mà con quên giới thiệu về mình, bạn đầu tiên phát biểu quên là Hương nhắc liền. Và dĩ nhiên những bạn sau không cần nhắc, là các bạn sau là tự nhiên là các bạn biết rằng là phải nói lên. Và khi mà nãy giờ Thanh nghe Thanh thấy là ôi lớp này giỏi quá, cô giáo vừa dạy là tóm tắt được hết trơn. Không, mình còn có một cái góp ý nữa. Dạ, chị cứ nói đi. Dạ, mình có cái góp ý là mình có cái góp ý là khi bé trả lời đúng mình phải tặng sao hoặc là khen bé. Để mình tặng sao là mình khích lệ cho các bé khác đều có muốn cái hướng là lên để trả lời, tặng hưởng cái sao. Có nhiều khi mình tặng sao mà bé không biết là cái sao để làm gì luôn, tới cuối cùng là bé mới
cuối khóa hay cuối tháng gì bé mới hỏi là ủa thầy ơi tại sao mới làm cái gì. Là mình phải nói là cái sao đó để mình gom lại đủ 10 sao mình tặng trà sữa hay là tiền gì đó, mình quy ra tiền mình gửi cho bố mẹ rồi bố mẹ mới chuyển về. Trong mùa dịch là mình chỉ chuyển tiền thôi chứ không có trà sữa được. Đúng rồi, mỗi một lớp á là mình sẽ có một cái như là con phát biểu, như hồi đầu giờ Thanh có nói là con phát biểu là con được được tích điểm và bao nhiêu điểm đó thì mình sẽ có cái quy định đó là mình tạo thêm cái sự hứng thú của con. Rồi dĩ nhiên là sau cái lớp học thì con có nộp bài tập thì con cũng được cộng điểm, thì cái đó mai mốt Thanh sẽ nói thêm nữa. Và khi mà nhiều anh chị mình góp ý vậy thì mai mốt mình có nhiều kinh nghiệm. Và nội dung của chúng ta là chị chưa biết cách tặng sao cho học sinh ạ. Làm slide phải không cô? Tặng sao tức là mình ghi nhận điểm á. Tặng sao tức là mình ghi nhận điểm mỗi lần con phát biểu á. Thì ví dụ như là Hương là giáo viên dạy thì anh Hạnh sẽ là người là thư ký để ghi nhận lại sau cái buổi học đó, cái mình ghi lại là hôm nay những bạn nào được ghi, hoặc là mình sẽ tặng cái sheet để mình đánh vô mình lưu lại thông tin. Dạ, rồi tiếp theo thì mình sẽ Thanh sẽ dặn thêm là mình học 30 số ha. 30 số kết nối từ 00 đến 30. Sau cái buổi học này thì sẽ có cái phần bài tập. Bài tập của mình là Thảo ơi, Thảo hoặc là anh Hạnh sẽ ghi note lại giùm Thanh nha. Thảo không biết còn trong phòng không ta? Thường thường là Thảo sẽ làm giùm Thanh á. Bài tập hôm nay là chúng ta sẽ soạn lại một cái giáo án buổi thứ nhất và học cho Thanh từ 00 đến 30. Anh chị nào học rồi thì ok, quá tốt. Còn chưa học thì mình 00 đến 29 giúp Thanh nha. Và tới thứ tư thôi chắc là Thanh cho mình hơn một xíu nha, đi học cho nhanh á. Bữa 1, bữa 2, bữa 3 chị đi giúp Thanh là học từ 00 đến 49 luôn nha. 00 đến 49. Tối nay mình học một ít xong rồi đến thứ tư là mình nắm từ 00 đến 49. Để thứ tư học xong là mình thuộc từ 50 cho đến 99. Và để đến cái thứ hai tuần sau là Thanh sẽ hướng dẫn kỹ thuật ghi nhớ bằng phương pháp hành trình. Để mà mình bắt đầu là ghi nhớ 50 số. Và buổi thứ hai, buổi thứ tư tiếp theo là mình sẽ học qua là giáo án buổi 2. Mỗi một ngày mình sẽ học một giáo án và mình học thêm kỹ thuật để mà mình thành sản phẩm của sản phẩm để mình đăng Facebook. Còn mình lấy được cái giáo án để mốt mình dạy thì các con. Và mình soạn là giáo án mình đổi đổi một xíu thì Thanh thấy là ví dụ là nãy cái giáo án trên đó là quả cam mình đổi thành là quả xoài, quả quýt, quả tỏi gì đó, mình đổi cái hình ảnh lại, mình copy là nó ra ha, mình đổi một xíu để thành của mình. Tại vì ai cũng dạy quả cam hết, ai cũng dạy số 30 hết, thì đứa nào mình học ở lớp trước rồi thì có thể biết lớp này, nên là mình biến một xíu. Và mình thay vì là 30 mình lấy 36 vâng vâng. Rồi Thanh xin hai ý kiến nữa rồi mình kết thúc lớp nha. Và trước khi kết thúc thì mình sẽ chụp hình rồi. Ý kiến của một anh chị nữa Hương, mình còn phát biểu không? Nếu không mình sẽ hạ tay xuống. Anh thấy trên màn hình đang là Hương nè, Lê Thị Tuyết nè và Thủy. Rồi, và Lê Thị Tuyết thì đang là hình con gái, cho nên là không biết là mình có ý kiến hay không. Rồi, Thanh mời chị Thủy nha. Cô hát. Dạ, thưa cô là khi nãy em có nghe cô nói chỗ góp ý với bạn Hương là khi mà cái bạn nào đó giới thiệu là mình mê game thì mình thì cô bảo bạn Hương là phải khen cái chuyện mê game và học giỏi của bạn đấy. Thì em chưa hiểu lắm cái chỗ mà khen cái chuyện mê game, có thể là có khi nào là mình khen cái việc mê game của bạn ấy thì nó lại khuyến khích cho bạn ấy càng chơi game thêm. Rồi cảm ơn chị Thủy. Không phải là mình khen mê game mà mình nhấn lại ô con giới thiệu là con mê game mà cô thấy con trả bài giỏi nữa, con giỏi như vậy, con học là mình đang xoáy về cái giỏi của con chứ mình không phải là xoáy cái mê game. Con nói là con mê game mà con học giỏi, còn hay quá đó. Và thật sự thì như vậy thì cô thấy rằng là con thích chơi game, là con chơi game giỏi chứ con chưa có mê. Nghĩa là cái từ mê game
thì thật ra là khi mà con có yêu quý, con mê cái gì đó nhưng mà con không có bị quá mất nhiều thời gian, hoặc là con thích chơi game với lại mê game nó khác nhau. Và dĩ nhiên khi mà con học giỏi như vậy thì con đã có thời gian con học. Vậy thì cái game con chơi cũng ở mức độ nào đó thôi. Thì cô nghĩ rằng là con có thể sửa lại là con thích game gì đó, chứ không hẳn là con mê. Ví dụ vậy, nghĩa là mình nói lái lái qua. Tại vì khi mà nói chữ mê game á, thì khi mà mê game rồi là không có mê cái khác luôn. Và mình không đặt nặng vấn đề là như mà mình cứ xoáy vào là con học giỏi quá. Con học giỏi quá. Thật ra khi một đứa trẻ nó nói chữ mê game là nó biết là nó nói điều đó là không tốt. Tại vì bạn Trinh cố tình nói mà. Bạn Trinh cố tình nói là ba cái tính không phải tốt mà. Mà một đứa trẻ nó sẽ làm ngược với mình. Nó cũng phải nói. Một bé nó làm sai. Nó sẵn. Nó biết hết á. Nó biết nó sai luôn. Chứ không phải không biết đâu. Nhưng mà có sửa được hay không? Và nếu mà mình nỗ lực mà mình sửa cho con thì con sẽ làm ngược lại. Cho nên là có những cái mà mình phải phớt lờ, và qua cái độ tuổi nào đó thì con sẽ nhận thức lại. Vì dĩ nhiên là mỗi một bé nó có cái cách mình khác nhau. Và Thanh thấy rằng là có nhiều người bạn của Thanh á, là bạn rất là quậy, bạn không có học hành gì hết, nhưng mà khi mà bạn lớn lên thì bạn chững chạc, bạn hiểu đời rất là nhiều. Nên là khi mà mình đang thấy con mình đang cái tuổi đó mà con không có như được các bạn khác, mình cũng không quá nặng nề. Tại vì rõ ràng Thanh thấy những người bạn của Thanh là nếu mà trong thời gian đó là gặp ai cũng chê bạn đó hết. Nhưng mà khi đến bây giờ thì ai cũng khen. Bạn đó sống tình cảm, bạn đó hiểu đời, bạn đó rất là thương người. Và dĩ nhiên thì có nhiều cái môi trường, nhiều khi là bạn đó chỉ trong lúc đó bạn như vậy, nhưng mà môi trường của bạn không có bị làm cho bạn sa ngã. Nhiều khi mình đang thấy một đứa trẻ nó đang như vậy, cái mình suy diễn ra là sau này nó sao, thì cái đó là mình suy diễn chứ chưa hẳn là như vậy. Thì đó là cái quan điểm của Thí Thanh. Và mình có nhiều cách nói với trường hợp đó. Và nếu mà anh chị mình thấy là cái cách nói của Thí Thanh như vậy thấy nó không ổn thì mình không nói. Đó là mình được quyền lựa chọn nha. Mình được quyền lựa chọn. Nhưng mà với Thí Thanh thì một học sinh có hư cũng rất là đáng thương, có sai thì cũng thương. Một đứa trẻ sinh ra là để mình thương, chứ mình không có phán xét. Vì nếu bản thân chúng ta sai, ba mẹ chúng ta không có quan tâm kỹ, ba mẹ cũng đâu có phán xét mình đâu. Mà mình thì mình quan tâm con mình kỹ quá, thế là mình phán xét nhỏ. Đúng không? Thanh nói là hồi đó Thanh đi học, Thanh cũng có quay copy bài vậy. Ai trong số anh chị em mình đi học có copy bài? Rồi ai trong số anh chị em mình có nói dối? Thanh có nói dối, có copy bài, có chơi xấu bạn, có quýnh lộn luôn. Đó, thì như vậy. Nhưng mà mẹ mình đâu có biết đâu, nên là mẹ mình thấy bình thường. Còn bây giờ con mình á, thì nó có vậy mà mình quan tâm kỹ quá, nên là mình biết hết thì mình nặng nề. Mà rõ ràng như là Thanh có những cái đó mà giờ Thanh cũng đâu có bị là người xấu đâu. Đúng không ạ? Cái đó là cái nhỏ thôi, cái hành vi trong cái lứa tuổi đó thôi. Và lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình yêu thương nhiều lên, và mình chấp nhận. Thậm chí là Thanh nhìn một học sinh đó, mà nó hút chích đó, Thanh cũng thấy bình thường. Tại vì Thanh từng chủ nhiệm một bé lớp 7, nó cũng hút chích luôn. Nhưng mà khi Thanh nhìn đó là cái chuyện hút chích đó thì nó có thể hệ lụy này kia, cũng có thể nguy hiểm này kia. Nhưng mà trong đâu đó nó con vẫn là một đứa trẻ. Lúc đó Thanh chủ nhiệm một bé lớp 9, thì lúc lớp 7 là con làm như vậy. Lúc lớp 8 cũng còn hư vậy, vậy. Tới lớp 9 mình chủ nhiệm bắt đầu mình tiếp cận cái trường hợp đó, mình bắt đầu mình lo. Trời ơi, nó vô lớp mình phải làm sao đây. Thì cái mà Thanh làm là Thanh cứ thương bạn đó nhiều. Thanh thương bạn đó nhiều. Và rõ ràng là mình thương nhiều thì bạn đó lại thương mình lại. Và bạn đó thì có cái
cái vóc người to nè, bạn đó nhìn là lớn hơn cô luôn á. Bạn đó năm đó chắc bạn khoảng 65 kg, cô thì có 48 kg à. Đó, thì lúc nào mình cũng nói là con khỏe mạnh như vậy á là con phải bảo vệ cho cô nhé. Thế là ngày nào mà cô mà vừa bước xuống tới cầu thang là con đã nói cô đi chìa khóa đây, con đi xuống dưới hầm, con chạy xe lên cho cô. Và mình đóng cái vai trò tùy đứa nha, với đứa đó là mình cứ là tại vì con quá mạnh mẽ thì mình cứ cứu đứa cho con bảo vệ mình sướng. Đó, và Thanh một năm Thanh làm với bạn đó, Thanh làm rất là nhẹ nhàng. Rồi, như vậy thì Thanh thấy một cánh tay nữa, đó là chị Kim Nguyên Lê, tức là chị tên là Lê Kim Nguyên. Đúng không ạ? Dạ, em mời chị ạ. À, mình cũng xin hỏi hai vấn đề. Một đó là, thôi để già hỏi con luôn trước. Cái cách mà ở này là tâm sự luôn. Xử lý con mà ngủ dậy trễ đó cô Thanh. Dạ. Có hai má bình thường. Hồi mới bắt đầu học xin đi gái này là cứ tích điểm cho con á. Thì con nó thích, bé nhỏ á. Nó thích là bắt đầu là nó dậy sớm, nó tập thể dục rồi nó đăng bài liên tục. Rồi khi nay cái là nó giống như nó lười dậy sớm, nó không chịu dậy sớm nữa. Rồi bé lớn cũng vậy, nó không dậy sớm thì đôi lúc mình cũng là yêu thương, thì là mình không có để ý tới đó, thì nó nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc mà mình nghĩ đến cái việc là nó dậy trễ là tự nhiên mình cũng cảm thấy là nó buồn trong người, nó khó chịu đó. Cho nên là hỏi thử kinh nghiệm của cô Thanh thử. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Quyên. Em cũng đang như vậy ấy chị. Con bé của em thì khi nào mà con tuyên bố con thức dậy sớm á, thì con thức. Còn khi mà con không thích cái bài là con cũng không có dậy tập thực hành sao luôn. Mặc dù là trong cái liên minh của mình là 6 giờ thức dậy. Con người ta thức dậy, còn con mình không thức dậy. Con mình là cô mà Thanh Nguyên nhắn là hôm mai tập thể dục nha, là thế nào bạn cũng háo hức. Trong khi con mình thì còn ngủ. Vậy thì mình xử lý làm sao? Thì ban đầu nhiều khi Thanh cũng áp lực. Nhưng mà sau đó Thanh nói rằng là mình áp lực là mình đang mong cầu. Mình đang mong cầu con. Và mình làm như vậy thì con nó sẽ khổ. Cho nên là tạm thời thì mình cứ như bản thân Thanh thì Thanh phớt lờ. Và mình sẽ làm gương. Và mình sẽ hỏi. Con ơi, sao con không dậy sớm nữa? Lúc trước còn dậy sớm. Và dĩ nhiên có nhiều phương pháp lắm nha. Nhiều cách lắm. Cách này không được làm cách khác. Nhưng mà mình hãy giữ cái tâm mình bình an trước cái sự việc đó. Thì cách hôm nay là không được. Thì mình làm cách khác nữa. Rồi mình làm từ từ. Và có một điều ta nói nè, hồi nhỏ tới lớn, hồi trước giờ mình không tập thể dục á, bản thân mình á, 30 mấy năm mình đâu có tập thể dục đâu. Hồi nhỏ mình đâu có tập thể dục đâu. Và mình có bị gì không? Không đúng không? Đâu có ai ép mình học thực hành sao đâu. Tự nhiên giờ học ông này Phong bắt học thực hành sao, bắt con mình tập. Cho nên là cái chuyện mà con tập thì mình vui, còn con chưa tập thì mình sẽ tìm biện pháp và mình kiên trì với con. Kiên trì với con. Thanh tóc nhất. Mình kiên trì thì tin là cái sự kiên trì của mình làm cho mình bình an trước và con thì từ từ. Theo Thanh là như vậy. Và luôn luôn mình nghĩ là có hồi đó mình may mắn mình không có bị bắt. Mình đâu có bị bắt học như vậy đâu. Còn giờ là mình đang tạo điều kiện tốt cho con, cái là con học nhiều quá, thành ra là mình bắt con học, con tập thể dục. Con tập thể dục thực hành sao á, thì nếu con không tập được buổi sáng, con tập buổi chiều cũng được. Quan trọng là con ý thức được là tập thể dục là tốt cho sức khỏe. Còn nếu mà dậy sớm quá con nít, mình nhiều khi mình còn làm biến dậy đi, huống chi mình nói con nít. Nên là con dậy không nổi. Hoặc là mình thêm nữa là mình nghiên cứu lại là con có ngủ sớm chưa. Nếu mà con ngủ sớm thì con sẽ dậy sớm được. Còn con ngủ trễ quá thì con dậy sớm không nổi là chuyện bình thường. Và Thanh tin rằng mấy ngày mà Hoàng Mai mà ngủ sớm thì Hoàng Mai sẽ dậy tập thể dục với mẹ. Tại vì con vẫn muốn là con tập chung với mẹ mà. Còn không thì thường thường là Thanh kêu con dậy thì Thanh cũng gẹo gẹo, tiếu tiếu giống như hai người bạn. Hoặc là tối thì con nói mẹ ơi, hôm nay là con quyết định là con sẽ dậy sớm. Thế nhưng mà đến ngày mai tới cái giờ đó thì kêu con thì con cứ nằm thôi. Thế là mình nói xong,
ăn hứa với tôi là dậy sớm, như vậy là thất hứa rồi nha. Rồi khi mình cứ nói vui vậy mà con cô không dạy thì kệ nó đi, theo ra mình cứ kệ đi, mình còn nhiều cái để mà mình dạy lắm, nhiều cái để mình yêu thương, nên là cái chuyện mà con dạy trễ là nó không có gì hết, đối với thằng nó bình thường, mình không có áp lực với con, mình sinh con ra để yêu thương mà, đâu phải sinh con ra để con dậy sớm tập thể dục đâu, đúng không? Hằng Mai đang nghe, Hằng Mai nói like. Dạ, mình luôn luôn mình yêu thương con bằng vô điều kiện, và thầy luôn nói là con đến với thế giới này là sự mong cầu của mình, chứ không phải là con mong cầu làm con của mình. Mình muốn nó làm con mình, chứ nó đâu có muốn làm con của mình đâu, đúng không ạ? Nên là những lần mà mình có tức giận con vậy, mình luôn luôn nhớ lại cái thời gian mà mình chuẩn bị có con, mình mong muốn có con, thì lúc đó cái tình thương của mình nó nhiều. Còn hoặc có trường hợp là mình không có muốn mà nó có, thì cái đó mình nên là sao? Có cái trường hợp là tôi đâu có muốn đâu, tự nhiên cái là nó có con như vậy, thì giờ tôi làm gì có cái cảm xúc mà mong con. Như Thúy Thanh thì Thúy Thanh có cảm xúc mong con, còn như ai đó không có cảm xúc đó thì mình xử lý làm sao? Mình không có cảm xúc thì thật ra là có một cái người, người ta nghĩ rằng là mình không muốn mà có, tức là cái này là trời cho mình, và mình nghĩ nó còn thiêng liêng hơn nữa, đúng không? Cái kiểu gì mình nghĩ theo hướng tích cực là nó sẽ tích cực, còn mình muốn nghĩ tiêu cực thì cái điều đó đang tốt nó vẫn có thể tiêu cực. Dạ rồi, như vậy thì chắc là chúng ta sẽ trao đổi vào ngày hôm sau. Có phải chị Nguyên nói về cái ý đó thôi đúng không? Chị Nguyên còn ý gì nữa không? Chị Nguyên ý nữa là cái giáo án mình soạn đó, là mình vẫn soạn theo năm, có một là màu sắc, hình ảnh, sắp xếp, tưởng tượng và liên tưởng liên kết, mà mình soạn theo ý mình thôi đúng không? Không cần theo. Dạ. Dạ đúng rồi, mình soạn theo ý mình có thể sáng trộn luôn. Và hồi nãy cái hay nữa là cô Hương còn cho mình thêm cái kỹ thuật siêu trí nhớ nữa, là sau khi mà dạy xong là mình nhớ được đó luôn, là mình áp dụng cho con luôn. Như vậy thì là mình soạn xong mình gửi vào đâu cô em? Này thì ban tổ chức sẽ thông báo là mình nộp bài ở đâu. Mình nộp bài trong nhóm, hoặc là mình không cần nộp bài cũng được nữa. Hoặc là trong nhóm mình sẽ làm cái vòng tròn đệ nhị thân để mà mình chỉ nộp bài với cái người mà quản lý, người tương tác với mình thôi. Vì Thanh luôn luôn muốn rằng anh chị mình chủ động á, mình làm cho mình. Và ví dụ như Thanh hỏi là anh Nam, anh làm giáo án buổi 1 chưa? Thì anh Nam đang bận quá, anh Nam có thể là trả lời là dạy chưa cô. Mặc dù bài tập đó là mình giao rồi nhưng mà cô Nam vẫn chưa, thì cũng bình thường. Tuy nhiên anh Nam trả lời chưa thì bản thân anh Nam thấy mình đã thất hứa với bản thân mình nha. Và mình hành động thì sẽ ra kết quả. Còn mình đến lớp này mà mình không hành động thì kết quả là của mình. Tại vì Thanh đến đây Thanh đâu có đâu phải là anh chị phải nộp bài này kia. Dĩ nhiên cái mà Thanh khát khao đó là mình chủ động mình làm để mình có kết quả, để mình phục vụ khách hàng của mình tốt hơn. Dạ. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tạm biệt bữa hôm nay nha. Nãy giờ Thanh chưa có xem comment nhiều, không biết là có câu hỏi gì không ạ. À, hôm nay Thanh đi đâu mà xinh quá hả? Đi chụp hình. Đi chụp hình. Hẹn nhau đánh lộn. Chị Nguyệt nói hẹn nhau đánh lộn. Dạ em có một mâu thuẫn với bạn đó, là em đánh với bạn đó chứ em không có hẹn. Vì em